Bảo rồi. Với cả ấy, tôi kiếm một game chơi quấn vơ lơ. Thế à? Bố mày đang chán đây, game gì đấy? Game áo giáp vàng ạ. Thế ông chơi nhà một nam hay nhà một nữ đấy? Vãi. Hỏi như vơ lơ. Ông nhìn tôi này, chắc chắn tôi phải chơi nhân vật nữ. Chơi này game đấy, không đến mệt à? Người lớn đang nói chuyện với nhau mà nói leo nào nhở? Ơ, cái thằng này. Cái gì? Bồ la bồ tuét nó quen. Ê, chỉ bình tĩnh. Nóng này là dễ ỉa chảy. Ôi, ôi này. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Đánh nó làm gì? Để tao. Cái thằng chó. Cả lớp đứng. Nản vãi. Biết thế lúc nãy tao bùng học theo thằng Việt. Công nhận. Buổi học buồn ngủ vơ lơ. Học đi. Không tối mai cô bây giờ. Mà không biết bây giờ thằng Việt đang làm gì. Alo. Sao? Đang ở đâu đấy? Đang nhà. Đến lớp á, làm cái gì? Lớp trường bảo là cô chủ nhiệm chuẩn bị qua kiểm tra xem có đứa nào trốn học không. Ông đến nhanh, may ra còn kịp. Ghét vãi. Thôi rồi, đợi đấy, đến đấy. Gì đây? Em thưa thầy, em đang chăm chú nghe thầy giảng thì em thấy có, em tưởng là có đoạn thầy giải sai, em sợ quá em hét lên a. Nhưng mà hình như em xem lại thì nhìn kỹ lại thì hình như là thầy giải đúng. Xem gì đấy? Đang xem vlog của thằng JV. Đâu xem với nào? xem cũng được. Tao là tao thấy Gem và Min cũng bình thường thôi. Tao thích anh Huy Me Production ấy. Whatever là. Thằng đấy nhìn bỏ mẹ. Nếu khác gì thằng Thành này. Anh Việt đứng lên. Lúc nào nói chuyện riêng trong giờ là như nào? Học hành như này thì tương lai làm gì? Thôi ngồi xuống đây. Lần sau giữ trật tự đấy nhá. Dạ em cảm ơn thầy ạ. Học hành như này tương lai, học hành như này tương lai, học hành như này tương lai làm gì? Ông phải nhớ là học hành cho tử tế nghe chưa? Ông mà học hành không tử tế là vì sao không có tương lai đâu? Là không giúp ích được gì cho đất nước của mình hết. Ông phải hiểu ý, là đất nước mình đang ở đâu, đi đến đâu, và cần bao nhiêu tiền để đi không đến đấy.
Bà nói thôi chứ tối nay về có sợ bố mẹ nói gì không? Chắc là đéo sao đâu, mấy cái chuyện này vớ vẩn mà, không phải lo. Mày đi học hành cái kiểu gì thế? Học hành thì đã kém rồi, suốt ngày ngồi trong lớp nói chuyện riêng. Điều ấy. Chào mẹ. Không chơi nữa, không chơi nữa, không chơi nữa. H2 cộng O2 bằng cái đéo ấy nhở. Xin chào các bạn, đây là vlog đầu tiên của mình. Cái này các bạn đừng lo. Cái này là chiều nay là mình đánh nhau với mấy thằng đầu hố nó bên cạnh. Ôi, chúng nó kiểu to gấp đôi mình. Mình cân phải 5 đứa. Thế này các bạn tưởng là tồi tệ nhưng mà phải nhìn chúng nó trong viện hết rồi. À, chiều nay dính phốt, chiều nay bị ăn chửi. Mình kiểu bị giáo viên chủ nhiệm chửi. Xong rồi vì tội nói chuyện trong lớp, xong bảo là mình không có tương lai, các thứ, không còn làm ăn được gì cả. Ta linh tinh, nhìn cái mặt như này mà không tương lai, vớ vẩn. Đùa chứ, thật ra nhỉ. Nghĩ lại cũng thấy ông ấy nói đúng. Mình cũng chưa hiểu là tương lai mình làm cái gì. Chính ra năm nay là năm cuối cấp rồi này. Xong rồi lại thi đại học à. Nhưng mà chính là kiểu mình không thích thi mấy cái khối A, khối B, khối C, khối D kiểu đấy. Nghĩ cũng sốt ruột nhỉ. Mà kệ, đến đâu rồi đến. Cùng lắm, làm vlog kiếm sống. Sau đây là nội dung tập tiếp theo. Biến. Đúng rồi. Không thể nào để chúng nó bắt nạt bạn mình mãi đâu không ạ? Sáng nay chúng mày bắt nạt bạn tao đúng không? Bố mày đéo xin lỗi đấy. Có giỏi thì làm gì được tao?